Thế như này không biết là vừa chưa ta? Đấy, hôm nay á, là mình đi gặp cái hội bạn cũ này, mà trong đó là có anh người yêu cũ của mình. Trời ơi, anh hồi cấp 3, anh là cấp 3. Đấy, mình phải trang điểm đậm đậm một xíu này cho ấn tượng. Đấy, đấy gần đến giờ rồi. Đấy đấy, mới nhắc là mới có điện thoại rồi này. Mới chắc là mấy bà gọi đây mà. Alo. Tôi nghe. Rồi rồi rồi. Tôi nói 5 phút là 5 phút mà. Đợi tôi một chút xíu nha. Đang trang điểm. Chứ bà biết sao không? Lát nữa đi tôi phải gặp người anh người yêu cũ đấy, nên là phải trang điểm đầm đầm một xíu để gây ấn tượng đấy mà. Ui, bà yên tâm đi. Cái chồng tôi nó đi công tác là rồi, nó không nó còn lâu nó mới về. Chứ mà nó có ở nhà thì tôi đâu dám đi đâu. Nó đành cho tôi ra sườn à. Đợi tôi 5 phút nha, đợi tôi 5 phút nha. Rồi rồi rồi. Thế như này không biết nha, được chưa ta? Ôi. Mẹ, hả? Gì Mẹ con? đang làm gì vậy? Mẹ đang chuẩn bị đi công chuyện của mẹ. Thôi con đi chơi đi, con đi chơi đi. À, con biết rồi. Mẹ đi chơi với hội bạn của mẹ, trong đó có người yêu cũ của mẹ phải không? Đâu có đâu, mẹ đi gặp mấy đứa bạn thân của mẹ hồi cấp 3 mà. Đâu có đâu, đâu có đâu. Mẹ, Hả? mẹ cho con tiền mua đồ chơi đi. Mua đồ chơi hả? Đồ chơi của con mẹ mua cho cái đống trong nhà rồi. Vô chơi đi, vô chơi mấy đồ chơi cũ đó luôn được mà. Mẹ không cho tiền con mua đồ chơi, con mét bố mẹ đi chơi với người yêu cũ. Mét bố hả? Ê, mà này, không biết quặng bà Mai không? À, cái bà Mai méo đầu hẻm gì? Cái bà béo đó đó nha. Mà con đi ra đấy, con cứ thích cái món gì con cứ lấy về đi, xong rồi mẹ đi chơi về xong mẹ ra trả tiền được không? À, cũng mà được. mà nhớ là phải làm bài tập về nhà nhá. Dạ. Mà bà Mai béo đó là bà nhiều chuyện lắm ấy, bà chịu nhiều chuyện trước xóm ấy. Con đừng ra mà lẻm bẻm này kêu mẹ đi chơi với đám người yêu cũ ngày xưa là không được đâu nha. Không, không có đâu mẹ ơi. Mà nhớ đó, nhớ là không được mét ba cái chưa, mét bố mày là bữa sau là mẹ không cho mày tiền mua đồ chơi rồi đâu nha. Không, không có đâu mẹ. Thôi thôi đi đi đi, mẹ trang điểm bây giờ mẹ bận lắm rồi, mẹ sắp đi rồi, đi đi, Rồi, đi con chơi đi đi đây. nha. Ôi giời, tưởng bài gì khó lắm. Chứ cái bài tìm AB này mình làm biết bao nhiêu lần rồi. 30 giây là xong. Để ghi ra cho mẹ mình thấy. A nè mẹ. B. B đi đây. Đây. B nè mẹ. Mua được đống đồ chơi luôn. Mà mua nợ thì mình phải mua lần cho đáng chứ. Chứ mỗi lần xin tiền mẹ khó quá. À mà thôi, chơi mình cũng chán, qua rủ con Công Nguyên chơi cho vui. Ê, Công Nguyên, đang làm gì đó? Hello bắp. Ê, Công Nguyên đang lấy nước nè, thử cái sụn này nè, ba bắp nè. Đó, đổ nước vào xem bắn được không? Súng này là súng zombie mà Công Nguyên. Được rồi, cái sụn này bắn zombie nè. Đó, có hai viên này nè. Nhưng mà Công Nguyên lấy nước vào đây xem bắn có ra không. Đó, thề nước không? Xong rồi mình bỏ cái viên này nè, bỏ vào đây. Đó, xong bạn thử nè. Đó, thì nước nó ra quá trời luôn không? Văn cũng sao quá Công Nguyên. Không, chơi khỏe không, chơi khỏe không? Bắp cũng mới mua cái này hay lắm. Hay là Công Nguyên qua nhà bắp chơi chung cho vui. Vậy thôi, bắp về đó nha. Rồi lát nữa Công Nguyên qua nha. Rồi, bắp về trước nha. Wow, cái này chơi một phải cái ta. Thằng Công Nguyên này hẹn nãy giờ 10 phút mà không thấy nó đâu ta. Ui, hết hồn. Ủa, bắp nhắc mình à. Sao mà mình ngửa mũi quá. Nãy giờ chờ cậu lâu quá. Do bận công việc của mẹ giao á, nên phải làm xong công việc rồi mới chạy qua đây chơi được nè. Ủa mà đâu, bắp bắp mua đồ chơi gì đâu? Đây, đây, đây ấy. Wow. Mình á, Hả? mình giải được toán khó. Mẹ mình muốn ra tiền mua đồ chơi đó. Yeah, bài tập ở nhà tìm biết đi đó hả? Đúng rồi. Ủa cái bài đó biết sao không? Cô dạo giao về mà mình suy nghĩ hoài mình chưa biết cái giải á. Ủa bắp biết cái giải luôn hả? Ê, bữa mình làm sau xong. Sang chị Công Nguyên dạy với nha. Đơn giản, bài đó đơn giản. Vậy vậy là dạy xong nó bắt đầu là mẹ cho tiền mua đồ chơi như này luôn hả? Đúng rồi. Nhiều như luôn hả? Wow, toàn là súng nước ha. Đẹp không? Đẹp Đã không Công quá Nguyên? ha. Đẹp á, mấy cái khẩu này là tớ thích lắm nè. Ở ngoài cổng trường đúng không? Cổng trường Ba Mai đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao cậu biết hay vậy? Tại vì tớ thích lắm nhưng mà chưa có tiền mua. Ê, cái khẩu này hình như là khẩu khủng long hay là cái con rồng phun nước ta? Con này con khủng long chứ Công Nguyên. Con khủng long đúng không? Này, con mắt này đúng không? Con mắt nó long lanh đẹp chứ nè. Nó ngậm cái này giống như là nó đang ngậm một cái khẩu súng đúng không? Đúng Cái rồi, nòng. Em súng mà liên thanh á. Tự nhìn thấy cái này hình như là con mẩy nòng luôn bắp này đúng không? 1 2 3 4 5 ở giữa đó là 6 nòng luôn bắp. Bắn ra chắc dữ lắm. Ghê ha. Còn dưới đây là cái để lại lại nước đúng không? Cái lại hơi đúng không? Đúng rồi. Kiểu như này này xong rồi có cái cò bằng bằng này đúng không? Xịn xò quá ha. Đâu để tạm mở cái này ra xem thử cái này có to không nha. Cái này là cái bồn chứa nước đúng không? Wow, cái bồn này cũng khá là to ha đúng không? Này cái dây thò ra này. Được á, cái này khổng này bắp mua bao nhiêu bắp? Khẩu này 100k à Công Nguyên? 100k hả?
Đâu kiểu như này đúng không? Xong bắn xì như này đúng không? Với cái khẩu này tự nhiên này thích á, này có hàm răng này nó ngậm cái này kiểu như là uy lực lắm đúng không? Ừ. Vậy còn cái khẩu này là khẩu gì vậy ta? Khẩu Superman. Ở cái khẩu này cái ông này ông đang bay nè đúng không nè? Kiểu ông đang bay nhìn vui hè. Ừ. Đó giống như là ông siêu nhân đỏ. Này đúng không? Cái mặt này giống siêu nhân đúng không? Ừ. Cái mặt này là siêu nhân đỏ rồi bắp ơi. Ủa trên này tự nhiên thấy có cái gì đây nè? Hình như cái này điện thoại bóng bóng hay sao bắp đúng không? Để tôi mở ra coi nào. À được rồi, cái này điện thoại bóng bóng nó bắp nè. Đâu thử thử. Đi ra thoại xem thử nha. Ui đẹp quá. Wow quá trời luôn nè. À bắp biết sao không? Là cái này nè, mình thổi này lên xong mình lấy cái sụng nước á, mình bắn cái bóng bóng đó bắp. Ồ hai chức năng luôn. Ờ nó hai chức năng đúng không? Wow. Ui. Quá trời luôn ha. Nè cái này gọi là đồ chơi 2 trong 1 á bắp. Nè cái anh siêu nhân này nhìn vui hề đúng không? Nè anh nằm bên đây xong cái đít ảnh chổng lên trời. Nhìn vui đúng không? Đó, bạn bằng kiểu như này đúng không? Ê, còn cái này, là cái gì đấy? Cái này sử dụng những cái cưa ta. Cái cưa để mà cái cưa cây á bắp. Giống không Nguyên. Ờ giống cái cưa cây đúng không? Thì cái này 2 nòng rồi ta. Bơm mình bơm hơi như này à. Đúng à, rồi. Cái này là 2 nòng này đúng không nè. 1 2 nè. Ủa cái này chắc là bắn mạnh lắm đúng không? Mà nòng nó cũng to á. Ờ nòng to. Ủa. Bắp chơi rồi à? Bắp chơi thử ra. Ừ nãy bắp có chơi thử rồi. À. Ê bắp bây giờ mình chơi thử đi ha. Đây bây giờ con Nguyên sẽ sử dụng cái con này á. Ừ. Bắp sẽ sử dụng con khủng long nha. Đây cái này mình lên nòng nha. Quá. Ôi sao quá con. Cái này mà con Nguyên chưa bấm cái này mà tự ra rồi nè bắp nè. Ồ. Ờ nó chạy liên thanh luôn. Nhìn vui à, nhìn vui nè chưa. Ồ. Ok vui rồi. Ê không cần bấm liên tiếp đâu. Ừ đúng rồi, mình bấm một cái là chạy luôn này đúng không? Quá nhìn nè, nó bắn liên tục luôn bắp nè. Chu. Súng này chơi vui đúng không? Này, bắn bắp nè. Ui. Ờ cái này khoái à. Ê cái này chơi vui bắp ơi. Đây tao bắn cái này á, nó bay được kìa bắp kìa. Bắn xa quá con Nguyên. Ờ bắn xa đúng không? Ê, tự nghĩ sao ông siêu nhân này ông không quay cái đuôi ra đây hả? Kiểu giống như ông đi vệ sinh á. Sẽ vui hơn đúng không bắp? Thì bây giờ để con Nguyên thử cái súng hai nòng này thử nha. Đây để con Nguyên lấy nước nè. Ồ, cái này là hút lên nè. Wow, cái này là được nhiều nước ghê luôn á. Wow, nó dài vậy nè. Trời ơi, nó dài rất măng luôn á. Để bây giờ con Nguyên bằng thử cho bắp nha. Đây. Wow. Trời ơi, nó dài kinh khủng luôn á. Trời ơi, cái sụng này chơi thích luôn bắp ơi. Đây. Đó, đây, tao bắn thêm lần nữa nè. Bắn xa quá con Nguyên. Ờ, bắn xa ghê luôn á. Trời ơi, khẩu này hay nè, khẩu này thích nè. Wow, nước ra quá trời nè. Wow, công nhận mày khổng khổng này chơi thế kìa luôn á. Chơi vui quá. Ừ, nhưng mà chơi ở đây dơ quá. Lát nữa mà có khi mẹ cậu về á, thấy cái sân ướt rồi nè. Ừ. Mẹ cậu la đó. Em bây giờ hay là mình lên sân banh chơi đi. Ừ được đó, sân banh rộng chơi vui hơn. Ừ với lại trên đó có mấy thằng á, lên nó chơi cho lẻ có mắt luôn. Em mà cậu cho tờ 10 khẩu này nha. Tờ lên nó chơi nha. Ừ, cho cậu mượn đó. Ừ, hay là mình đem thêm mày cái này nữa ha. Ừ được. Đó, lên kia mình lại nước mình bắn chơi ha. Ừ. Ê, đi bắp.